Rất vui được gặp lại các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học các cái dạng bài tập về phản ứng hóa học. Nếu video bài giảng này bổ ích, các em hãy like và lan tỏa nó với các bạn của mình để tiếp thêm động lực cho cô ra mắt các cái bài giảng tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học. Dạng thứ nhất đó là dạng bài tập về biến đổi vật lý và biến đổi hóa học. Câu 1, so sánh sự giống và khác nhau giữa biến đổi vật lý và biến đổi hóa học. Khi biến đổi vật lý và biến đổi hóa học là giống nhau là đều có sự biến đổi. Còn khác nhau, biến đổi vật lý sẽ không có sự tạo thành chất mới, còn biến đổi hóa học sẽ có sự tạo thành chất mới. Và các cái dấu hiệu xảy ra một cái phản ứng hóa học đó là nó xảy ra khi có một trong bốn cái dấu hiệu sau: sự tạo thành chất khí, có sự tạo thành kết tủa, hoặc là có sự thay đổi màu sắc, hoặc là sự thay đổi về nhiệt độ của môi trường. Bây giờ chúng ta sang câu hỏi số 2. Hãy chỉ ra dấu hiệu của phản ứng hóa học trong các trường hợp dưới đây. A. Đinh sắt để lâu ngày trong không khí sẽ xuất hiện lớp gỉ sét màu nâu bám bên ngoài đinh sắt. Dùng bế nhỏ, dùng củi nhóm lửa để sưởi ấm. Thì bây giờ ở câu A, chúng ta sẽ phân tích. Đinh sắt để lâu ngày sẽ xuất hiện cái lớp gỉ sét màu nâu. Đây chính là cái dấu hiệu đã xảy ra phản ứng hóa học, không còn đinh sắt nữa. Còn B là dùng củi để nhóm lửa để sưởi ấm. Để sưởi ấm được thì rõ ràng là nó phải có nhiệt độ, hay nói cách khác là cái phản ứng đó nó sẽ xảy ra và tỏa nhiệt. Hướng dẫn giải như sau. Câu 3, hãy cho biết quá trình nào sau đây xảy ra biến đổi hóa học, quá trình nào xảy ra biến đổi vật lý và giải thích. Cái hình ở đây chúng ta quan sát quả táo khi vẫn còn tươi. Còn quả táo để lâu ngày nó bị hỏng thì nó xuất hiện các cái vết màu nâu, và nếu như nó bị hỏng thì có thể là mang mùi. Thì rõ ràng đấy sẽ là một cái biến đổi hóa học. Bé nhỏ vỏ lon nước ngọt, và khi sau khi nó xảy ra thì vỏ lon nước ngọt bị bóp méo. Rõ ràng đấy sẽ là một biến đổi vật lý, vì cái vỏ lon nước ngọt nó chỉ thay đổi về hình dạng, không có sự tạo thành chất mới. C. Bánh mì trước khi nướng và bánh mì sau khi nướng. Rõ ràng sau khi nướng đã có chất màu đen ở đấy. Thì C chính là một cái biến đổi hóa học vì có sự tạo thành chất mới là màu đen. D. Hạt gạo và sau biến đổi thành bột gạo. Thì đấy chỉ là một cái hiện tượng vật lý, một biến đổi vật lý thôi. Bởi vì chỉ có sự thay đổi hình dạng và kích thước, không có sự tạo thành chất mới. Câu 4. Hãy chỉ ra các dấu hiệu chứng tỏ đã có phản ứng hóa học xảy ra trong các trường hợp sau. A. Ga cháy sáng và tỏa nhiều nhiệt. Thì rõ ràng cái dấu hiệu ở đấy là cháy sáng và tỏa nhiệt. B nhỏ, phản ứng đường phân hủy đường thành than và hơi nước. Vậy đã có sự tạo thành than. Đấy, dấu hiệu ở đấy là tạo ra chất mới rồi. Và đường đã chuyển từ màu vàng sang nâu và đen. C. Kẽm tác dụng với dung dịch hydrochloric acid tạo ra bọt khí. Dấu hiệu là có bọt khí tạo thành. D. Chất kết tủa tạo thành sau phản ứng, và chúng ta quan sát hình ở đấy, nó là màu xanh. Chất kết tủa là chất nó không tan trong nước, cái xuất hiện chất rắn không tan màu xanh lam tạo thành sau phản ứng. Câu 5, trong các trường hợp dưới đấy, trường hợp nào diễn ra sự biến đổi vật lý, trường hợp nào diễn ra sự biến đổi hóa học? A.
hiện tượng băng tan chúng ta quan sát ở hình A. Hiện tượng băng tan là một biến đổi vật lý bởi vì chỉ xảy ra sự chuyển trạng thái của nước từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. B là thức ăn bị ôi thiêu. Ta nhìn vào hình B thì thấy có những cái vết màu đen như thế này, và ôi thiêu rồi thì sẽ có sự tạo thành chất mới. C, khi có dòng điện đi qua dây tóc bóng đen làm bằng kim loại rám thì nó nóng và sáng lên. Đấy là một biến đổi vật lý bởi vì kim loại này chỉ nóng và phát sáng, không có sự tạo thành chất mới. Còn hình ảnh C là đốt cháy khí mê tan thu được carbon dioxide và hơi nước. Vậy ban đầu là khí mê tan và sau nó không còn là khí mê tan nữa. Vậy đã có biến đổi hóa học vì tạo thành chất mới là carbon dioxide và nước. Câu 6. Hãy chỉ ra giai đoạn nào là biến đổi vật lý, giai đoạn nào xảy ra biến đổi hóa học, giải thích. A. Khi đốt nến làm bằng paraffin, nến chảy lỏng thấm vào bấc, sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra carbon dioxide và hơi nước. Vậy ở đây nó xảy ra hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà làm nóng chảy. Nến nóng, nến chảy thành chất lỏng để thấm vào bấc. Vậy nến ở đây là từ trạng thái rắn nó chuyển sang trạng thái lỏng, thì giai đoạn đầu này sẽ là một hiện tượng, một quá trình biến đổi vật lý. Còn cái giai đoạn thứ hai, lỏng chuyển thành hơi đấy, còn cái giai đoạn thứ hai là hơi nến chảy trong không khí tạo thành các carbon dioxide và hơi nước, thì đấy là một biến đổi hóa học vì tạo thành chất mới. Vậy đối với câu A sẽ có hai cái giai đoạn. Câu B, sản xuất vôi được tính tiến hành qua hai công đoạn chính, đá vôi, thành phần chính là calcium carbonate, được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau. Cái giai đoạn thứ hai là sau khi đã đập nhỏ thì được xếp vào lò nung nóng và được vôi sống, calcium oxide và khí carbon dioxide thoát ra. Thì giai đoạn thứ hai đã có sự tạo thành chất mới và đó là biến đổi hóa học. Chất mới hình thành là calcium oxide và khí carbonic. Câu 7. Á nhỏ, trong phản ứng giữa oxygen và hydrogen, nếu oxygen hết thì phản ứng có xảy ra nữa không? Thì nếu oxygen hết thì phản ứng không xảy ra nữa vì nó không có chất để tham gia phản ứng. Bé nhỏ, nhỏ dấm ăn vào viên đá vôi, dấu hiệu nào đã cho biết phản ứng hóa học đã xảy ra? Khi nhỏ dẫm vào đá vôi thì viên đá vôi có dấu hiệu sủi bọt khí, đó là dấu hiệu để cho thấy phản ứng hóa học đã xảy ra. Câu 8 thì chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng bài tập là về viết phương trình ở hóa học ở dạng chữ. Thì các chất tham gia phản ứng khi ở dạng chữ thì chúng ta sẽ viết ở dạng tên gọi. Chất tham gia phản ứng sẽ viết viết ở vế trái của phương trình. Chất sản phẩm tạo thành thì được viết vế phải của phương trình. Và giữa hai vế đó chúng ta viết cái dấu mũi tên. Câu 8. Xác định chất tham gia phản ứng và sản phẩm trong hai trường hợp sau. A. Đốt cháy methan trong oxygen tạo thành khí carbon dioxide và nước. Thì chất tham gia phản ứng ở đây, chúng ta sẽ nhìn cái chữ mà tạo thành thì nó sẽ là cái dấu mũi tên ấy. Tháng 6. Vậy chất tham gia phản ứng là gồm methan và oxygen. Còn sản phẩm
Sản phẩm là khí carbon dioxide và nước. Bé nhỏ, carbon thành phần chính của than cháy trong không khí à, và cụ thể cháy trong khí oxygen thì tạo thành carbon dioxide. Chất tham gia phản ứng ở đây đó là carbon. Thành phần chính của than cháy trong oxygen. Đó. Còn tạo thành có nghĩa là cái sản phẩm. Sản phẩm sẽ là carbon dioxide. Vậy câu trả lời của chúng ta như sau. À, chúng ta chuyển sang câu 9. Nếu dấu hiệu và viết phương trình chữ của phản ứng và xác định chất phản ứng, sản phẩm của các phản ứng. À, vậy ở những cái câu A và B này thì chúng ta đã cho đây là các cái phản ứng hóa học xảy ra. Trong cái đề bài này có ba cái yêu cầu. Một là viết phương trình chữ. Thì chúng ta sẽ tìm paraffin. Đây là tên của hóa chất. À, chảy trong không khí nhưng mà cụ thể là tác dụng với oxygen. Tạo thành carbon dioxide và hơi nước. Thì chúng ta viết chắc nước cũng được. Và chất phản ứng là cái chất mà chúng ta nó nằm ở trước cái chữ tạo ra hoặc tạo thành ấy. Vậy gồm có hai chất là paraffin và oxygen. Còn sản phẩm là carbon dioxide và nước. Còn dấu hiệu đã tạo thành chất mới. Tương tự như vậy ở câu B. Bỏ quả trứng vào dung dịch hydrochloric acid thì thấy sủi bọt khí ở vỏ. Vậy cái hiện tượng mà chúng ta dấu hiệu ở đây là sủi bọt khí. À, và viết phương trình thì cái chất hydrochloric acid tác dụng với calcium carbonate à, và tạo ra tức là dấu mũi tên calcium à, cái này đằng này viết trên một hàng nhưng mà à, cố để mặt mặt hai hàng nhé à, sản phẩm tiếp là nước và khí carbon dioxide. Vậy hiện tượng tạo thành chất mới là calcium chloride, nước và khí carbon dioxide. Phương trình hóa học như sau. Calcium carbonate phản ứng với hydrochloric acid tạo thành calcium chloride, nước và khí carbon dioxide. Chất phản ứng sẽ nằm ở vị trái của phương trình. Và gồm calcium carbonate, hydrochloric acid, còn sản phẩm là calcium chloride, đấy là một tên các bạn nhé, đó là muối ấy, nước và khí carbon dioxide. Câu 10, hãy viết phương trình chữ của phản ứng. Người vậy ta viết phương trình chữ là một. Hai là xác định chất phản ứng và sản phẩm. A nhỏ, đốt cháy than. Than cháy trong không khí mà cụ thể là tác dụng với oxygen tạo thành carbon dioxide. Vậy phương trình chữ của nó như sau. Ở đây hiện tượng là tạo thành khí carbon dioxide, phương trình chữ là than hoặc là à, nếu như mà chính xác là carbon nhưng vì chúng học không ghi tên chúng ta sẽ ghi than, còn oxygen tạo thành khí carbon dioxide. Chất phản ứng là than và oxygen, còn sản phẩm là carbon dioxide. Bé nhỏ, nước vôi à, công thức hóa học của nó là tên gọi là calcium hydroxide.
được quét lên tường sau một thời gian sẽ khô và hóa rắn. Cái chất rắn đó là calcium carbonate. Biết rằng carbon dioxide đã tham gia phản ứng và sản phẩm còn có nước. Vậy ở trong cái câu này nó hơi khó hơn một chút. Chúng ta phải suy luận chất ban đầu ở đây là calcium hydroxide. Carbon dioxide đã tham gia phản ứng, có nghĩa là carbon dioxide này cũng sẽ nằm ở vế trái của phương trình, nó sẽ là chất tham gia phản ứng. Còn sau một thời gian hóa rắn, tức là tạo thành các calcium carbonate và nước. Phương trình hóa học của nó như sau: calcium hydroxide cộng thì carbon dioxide tạo thành calcium carbonate và nước. Chất phản ứng là calcium hydroxide, carbon dioxide và sản phẩm là calcium carbonate, nước. Câu 11. Sulfuric acid H2SO4, đó là công thức được sản xuất từ quặng pyrit thành công thức hóa học FeS2. Ban đầu đem nghiền nhỏ quặng pyrit rồi nung ở nhiệt độ cao. Ở đây giai đoạn thứ nhất đó là nghiền, đem nghiền thì đấy là một cái hiện tượng vật lý, quá trình đó. Còn khi nung ở nhiệt độ cao để thu được iron 3 oxit Fe2O3 là công thức hóa học, như chúng ta viết dạng chữ nhé. Và sulfur dioxide, vậy phương trình chữ đầu tiên đó là của giai đoạn biến đổi hóa học là pyrit nhiệt độ lên, tức là tạo thành iron 3 oxit và sulfur dioxide. Sau đó oxy hóa, oxygen hóa, tức là oxy này sẽ tác dụng với sulfur dioxide để tạo thành sulfur trioxide. Và cuối cùng, sulfur trioxide sẽ phản ứng với nước, tạo thành sulfuric acid. Vậy nghiền nhỏ quặng là biến đổi vật lý vì thay đổi về hình dạng, còn núng quặng ở nhiệt độ cao là biến đổi hóa học vì hiện tượng tạo ra chất mới là iron 3 oxit Fe2O3 và sulfur dioxide SO2. Còn oxy hóa sulfur dioxide bằng oxygen á, thì là một biến đổi hóa học vì tạo thành chất mới là sulfur trioxide SO3. Và cho sulfur trioxide vào nước thì đó là biến đổi hóa học vì tạo ra chất mới là axit sulfuric. Bé nhỏ viết phương trình chữ như sau: pyrit cộng oxygen tạo thành iron oxide cộng với iron 3 oxide cộng với sulfur dioxide. Phương trình số 2 đó là sulfur dioxide cộng oxygen tạo ra sulfur trioxide. Giai đoạn 3, phương trình số 3 là sulfur trioxide cộng nước tạo thành sulfur axit, sulfuric axit. Câu 12, viết phương trình chữ của phản ứng và xác định, đây cũng phương trình chữ, xác định các chất phản ứng và sản phẩm. Hòa tan bột copper 2 oxit vào dung dịch hydrochloric acid, thu được dung dịch copper 2 chloride và biết sản phẩm còn có nước, có nghĩa là sẽ cộng nước vào. Phương trình chữ như sau: copper 2 oxit cộng hydrochloric acid tạo thành copper 2 chloride cộng nước. Chất phản ứng là những chất mà có tên ở vế trái của phương trình chữ, có sản phẩm và nằm ở vế phải của phương trình chữ.
mà dấu hiệu là nó tạo thành, tức là nằm trong cái từ đó, hoặc sinh ra hoặc là thu được. Bé nhỏ, mảnh nhôm, aluminium, vào dung dịch sulfuric acid. Vậy ở đây ta viết nhôm cũng được mà viết aluminium cũng được. Đã phản ứng thì viết thành dấu cộng với sulfuric acid. Thu được, trừ thu được chính là cái dấu mũi tên. Dung dịch aluminium sulfat và có khí, suy bọt khí là hydrogen. Vậy phương trình chữ chúng ta viết như sau: aluminium cộng sulfuric acid tạo thành aluminium sulfat cộng hydrogen. Chất phản ứng, các em sẽ liệt kê vào những cái chất mà nằm ở bên trái của phương trình chữ. Và sản phẩm thì liệt kê tên của những chất nằm ở bên phải của phương trình chữ. C nhỏ, nhỏ vài giọt barium clorid vào dung dịch. Nhỏ vài giọt đấy vào dung dịch sulfuric acid. Vào tức là sẽ cộng tác dụng. Thấy xuất hiện kết tủa màu trắng barium carbon sulfat và hydrochloric acid. Bây giờ thì các bạn đã quen rồi. Thì hướng dẫn giải của nó như sau: barium chloride tác dụng là việc thành dấu cộng, sulfuric acid xuất hiện thì có nghĩa chúng ta sẽ thấy bằng dấu mũi tên, xuất hiện hay tạo thành hoặc là thu được thì đó sẽ là dấu mũi tên. Cái sản phẩm đúng sao? Barium sulfat và thì thay bằng dấu cộng, hydrochloric acid. Chất phản ứng là những chất nằm ở vị trái của phương trình chữ. Chúng ta thấy ở đây tăng cái dấu phẩy được cô nhé. Có hai chất. Nó sẽ chuyển sang cái dạng thứ ba là phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau cơ bản giữa phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Điểm giống nhau của chúng đã đều có sự biến đổi về năng lượng khi phản ứng xảy ra. Còn điểm khác nhau là phản ứng tỏa nhiệt thì giải phóng năng lượng, còn phản ứng thu nhiệt thì nhận năng lượng. Tỏa thì giải phóng mà thu thì nhận năng lượng ấy. Trong hai phản ứng dưới đây, câu 14, phản ứng nào là phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt? Phân hủy đường tạo thành than và nước. Rõ ràng khi đường nó không tự nhiên nó phân hủy thành mà chúng ta phải cung cấp nhiệt vẫn đun liên tục. Và cái phản ứng này cung cấp nhiệt có nghĩa là nó thu nhiệt. Vì vậy, phân hủy đường là phản ứng thu nhiệt vì phải cung cấp nhiệt, tức là đun liên tục trong quá trình phản ứng. Còn côn đốt cháy trong không khí, nếu như ở nhà mà các em đã được quan sát đốt côn cháy ở trong cái đèn côn, hoặc là khi chúng ta nướng mực ấy, thì thấy côn cháy là phản ứng tỏa nhiệt và làm cho môi trường xung quanh nóng lên. Và đấy, các cái bếp bằng cái côn khô mà dùng trong các cái bữa ăn, các của các cái bữa tiệc cả nhà đấy. Vì đó là người ta đã dùng cái nhiệt tỏa ra để làm nóng thức ăn. Vậy côn cháy